Kính chào quý nền trưởng và các bạn. Tôi tiếp tục làm video để kể về những trận đánh đầu năm 1975 cho đến tháng 4 năm 1975, miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Tôi kể ra đây không phải để bào chữa cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng chẳng bênh vực cho những quyết định của Tổng thống Thiệu, mà tôi chỉ kể lại, tường trình lại những gì mà tôi đã tìm hiểu qua các tài liệu, nhất là qua các bài viết của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2/43, tức là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18, bộ binh. Thì như video trước, Phước Long thất thủ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Tại vì sao mà thất thủ nhanh như thế? Xin thưa là Phước Long là một tỉnh lỵ nhỏ, chỉ khoảng 35.000 dân. Đơn vị trú phòng thì rất là ít, khoảng trên khoảng 5.000 người. Rồi quân tiếp viện đổ vào nữa thì lúc đó, tổng cộng khoảng trên 5.400 người lính cùng sĩ quan. Nhưng mà quân địch thì nó mang quân đoàn 4 do tướng Hoàng Cầm chỉ huy, gồm 3 sư đoàn: sư đoàn 302, sư đoàn 7, sư đoàn 9, một trung đoàn đặc công, một trung đoàn pháo binh, một trung đoàn công binh, một trung đoàn dự bị, 2 trung đoàn dự bị, 2 tiểu đoàn thiết giáp và 2 tiểu đoàn phòng không. Lính Cộng sản thường lấy đông, tức là chiến thuật biển người, để chấn áp lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cũng phải nói, một đơn vị mà nổi tiếng thường thường đó là thứ dữ của Cộng sản đó, là đặc công. Lính thường của nó, đó, lính bộ đội thường đó, thì thường là những trẻ em học sinh 15-16 tuổi, mới tập bắn súng được, chắc là cùng lắm được vài tuần lễ là cho vào chiến trường miền Nam. Thành thử ra họ có thể họ có thể lợi dụng vào cái đám đông biển người để họ tấn công mình. Nhưng mà đặc công, một trung đoàn đặc công, họ đánh ghê lắm. Họ cởi trần trùng trục, bôi dầu, không? Người họ đó bôi dầu, mà họ là những chiến binh cảm tử, được huấn luyện đặc biệt, và họ là những người tình nguyện. Nên cái tinh thần chiến đấu của đặc công Cộng sản rất là cao. Và khi mà sáp lá cà với lính Việt Nam Cộng Hòa, không bắt sống được họ đâu, bởi vì họ trơn như là một con chuột lủi hay là con gì đó. Không thể nào mà bắt được, không bắt sống được họ. Rất là khó mà bắt sống được họ. Bởi vì nắm tay vào họ là họ giật, họ chuồn, nó chạy. Thành thử ra đặc công Việt Cộng là cái toán mà gọi là cảm tử quân của họ. Thành thử ra tổng cộng quân số của họ là hơn 45.000 người. Quân Việt Nam Cộng Hòa đó là trong đó chỉ có tiểu đoàn 341 địa phương quân, tiểu đoàn 352 địa phương quân, tiểu đoàn 363 địa phương quân, tiểu đoàn 362 địa phương quân, tiểu đoàn 349 địa phương quân. Tức là 5 tiểu đoàn địa phương quân, 1 tiểu đoàn pháo binh, 48 trung đội dân vệ, tức là nhân dân tự vệ đó. Nhân tự vệ, mỗi cái làng xã họ có những trung đội nhân dân tự vệ. 1 đại đội biệt cách dù 81 tiếp vận vào. Thực ra đó, trong cái bảng này đó, anh Hậu Lực trong cái chương trình gọi là theo dấu dấu giày xô đó, anh nói đúng là có 1 đại đội biệt cách dù
tiếp vận vào lọt được thôi. Thực ra là hai đại đội biệt cách dù được không vận vào, nhưng mà mới cái tiếp vận được có một đại đội biệt cách dù 81 vào, thì pháo không, phòng không của địch nó đã biết được nơi đóng nơi đổ bộ và nó tấn công, nghĩa là không thể nào cái đại đội thứ hai có thể tiếp vận được. Thành thử trong cái trận chiến đó chỉ có một đại đội biệt cách dù 81 tiếp vận và lọt vào được trong đó. Ngoài ra còn có ba đại đội trinh sát của đại đội 18 của sư đoàn 18 bộ binh, một đại đội của sư đoàn 5 bộ binh và một đại đội của sư đoàn 25 bộ binh. Thì tổng cộng đó, quân số của Việt Nam Cộng Hòa trong Phước Long đó, mà gọi là trực diện chiến với cộng quân đó, khoảng chừng trên 5.400 người. Thì bây giờ cứ cho là 7.000 người đấy, tức là mình cho nhiều hơn các con số này đấy, 7.000 người đấy. Mà Cộng sản nó 45.000 người. Các bạn thử làm cộng tính cộng trừ nhân chia cái xem là nó địch nó gấp mấy lần mình. À, thì việc cho nó là gấp 5 lần mình đi 5, 7, 35. Nó có 35.000 người thôi. Mà nó tới 45 người, nó gấp 6 lần. 6, 7, 42, nó gấp hơn 6 lần mình. Nếu bây giờ các bạn là một người lính trong cái hoàn cảnh đó, các bạn có chạy không? Các bạn sẽ trả lời không. Đúng, không bỏ chạy. Người lính là phải chiến đấu, chỉ có chạy khi nào có lệnh rút lui, còn không là đánh, còn không là đánh. Thành thử ra các bạn trả lời không chạy, đó là đúng. Thành thử ra các bạn không hèn, những người lính Việt Nam không hèn. Những người nào, những bạn nào chê người lính Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát thì suy nghĩ lại. Nếu bây giờ thử các bạn là tướng, là những vị chỉ huy, đại tá, trung tá, chỉ huy những cái nhóm đơn vị này, các bạn có bỏ chạy không? Không, không, họ cũng vậy, không bỏ chạy. Cho đến khi mà họ bị đánh tan tác, 45.000 quân với chiến xa trọng pháo 130 ly, một hỏa tiễn 122 ly, bắn chính xác đến từng vài mét một. 5.400 người, bây giờ tan tác chỉ còn có 800 người. Đến lúc đó, được ở bên trên cho lệnh rút, họ mới bỏ chạy. Và chạy về chỉ còn được khoảng 800 người, vừa sĩ quan và vừa lính, bỏ lại xác chết và bị thương trên chiến trường khoảng gần 5.000 người lính. Các bạn thấy có thương họ không? Nếu các bạn thương thì đừng bao giờ nói họ hèn. Họ không hèn. Người lính Việt Nam không Cộng Hòa chết chứ không bao giờ hèn nhát trước cộng quân. Trận đánh Phước Long chỉ là một trận đánh thăm dò, và sau khi biết chắc chắn rằng là Mỹ sẽ không can dự, Tổng thống của Mỹ Nixon cũng lên trên TV nói rõ ràng, tôi giờ không có quyền gì nữa, Quốc hội là đã ra chỉ thị rồi, muốn làm gì là phải Quốc hội ra lệnh trước 6 tháng, cho phép trước 6 tháng. Coi như là Cộng sản Bắc Việt bây giờ nó chắc chắn quá, nó cho kẹo Mỹ không dám vào nữa. Nói một cách mà nghĩa là thấy mà nghe mà thấy tủi nhục cho Mỹ luôn. Thì cái bộ tư lệnh là Lê Đức Thọ, là ông Lê Đức Thọ lúc đó, ra lệnh cho các tướng là phải đánh mục tiêu kế tiếp là Ban Mê Thuật. Những tướng của Cộng sản là họ biết là ông Phạm Văn Phú, tướng Phú ở vùng 2 đó, không chuẩn bị, không có
nghĩ rằng họ sẽ đánh Ban Nghệ Thuật. Mà ông Phú đó, ông cứ tưởng là ông ấy cứ chuẩn bị, tại vì ông mang hết những quân chủ lực của ông đến Kon Tum và Pleiku để bảo vệ. Chỉ để lại cho Ban Nghệ Thuật đó, một trung đoàn 53 của sư đoàn 23 bộ binh, cùng với một liên đoàn 8, liên đoàn 81 gì đó, biệt động quân. Nhưng mà những người tướng khác như Tổng thống Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên thì họ không có nghĩ như vậy. Họ nhìn những tình hình của chiến trường và những tin tức tình báo đó, họ biết rằng là chuẩn bị đánh Ban Nghệ Thuật. Tổng thống Thiệu mới nói với cái tướng Phú là sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt đang tiến về phía Nam để tấn công Ban Nghệ Thuật. Và chỉ thị cho tướng Phú điều động sư đoàn 23 bộ binh trở lại Ban Nghệ Thuật, tức là mang tất cả các trung đoàn của sư đoàn 23 bộ binh trở về Ban Nghệ Thuật để bảo vệ Ban Nghệ Thuật, đồng thời tăng cường một chi đoàn chiến xa M48 đến Ban Nghệ Thuật. Bây giờ mình dùng cái bản đồ này mình lên cái Ban Nghệ Thuật đi nha. Tức là Ban Nghệ Thuật là ở miền Trung, bây giờ mình đi lên phía Bắc Việt Nam để mình tìm Ban Nghệ Thuật. Đây là Kon Tum, đây là Pleiku, đây là Buôn Ma Thuật, tức là cái tiếng ở đó đọc nó hơi khó, mà tôi thì cứ đọc theo cái gọi là cái tên mà tôi hay đọc là gọi là Ban Mê Thuật, thành ra nó hơi khác với Buôn Mê Thuật. Nào bây giờ mình cho nó nhỏ lại để mà mình nhìn thấy Pleiku, trên này là Pleiku, Kon Tum tuốt ở trên này. Thành thử ra đó tướng Phú đã tập trung những trung đoàn của sư đoàn 23 bộ binh ở trên những này, mà để lại Buôn Ma Thuật có một trung đoàn. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, từ lúc 2 giờ sáng, Cộng sản Bắc Việt sử dụng 5 sư đoàn. Tôi chỉ ra có các lực lượng mà họ đánh Ban Nghệ Thuật nha. Để mà chuẩn bị đánh Ban Nghệ Thuật đó, thì bộ binh của Cộng quân đó, gồm có sư đoàn 2, sư đoàn 10, sư đoàn 316, 320E và 968, tức là 5 sư đoàn. Lúc ông Lê Đức Thọ ông ấy nói là ở Tây Nguyên có 5 sư đoàn, mà tại sao không làm thịt được Ban Nghệ Thuật? Các trung đoàn độc lập là 25, 271, 95A, 95B. Đặc công có trung đoàn 198 và 2 tiểu đoàn độc lập 14, 27. Xe tăng thiết giáp là trung đoàn 273, pháo binh trung đoàn 40 và 675, tức là 2 trung đoàn pháo binh. 3 trung đoàn phòng không, họ chuẩn bị để họ chặn hết những cái, ví dụ như là phòng quân không của nó, để mà chặn không quân của mình, pháo binh của họ, để mà dập pháo binh của mình. Công binh gồm có trung đoàn 7 và 575. Truyền tin thì có trung đoàn 29. Vận tải có trung đoàn ô tô. Tổng cộng khoảng 65.000 quân. Để đánh mỗi cái tỉnh của Việt Nam là Ban Nghệ Thuật. Ở miền Trung lúc đó có sư đoàn 22 và sư đoàn 23 bộ binh. Mà trung đoàn 53 là ở lại phòng thủ. Buôn Ma Thuật. Rồi liên đoàn biệt động quân có 4, 6, 21, 22, 23, 24, 25. Đó, biệt động quân là chủ động ở cái vùng 2 và vùng 4 nữa. Thì có liên đoàn 21 được chỉ định bảo vệ Ban Nghệ Thuật. Địa phương quân và cảnh sát, nhưng mà cái con số chính xác mà ở lại bảo vệ Buôn Ma Thuật chắc chỉ có vài ngàn người thôi. Chỉ trong vài ngày, Ban Ma Thuật đã thất thủ. 65.000 người. Mà bây giờ mình cứ cho ở Ban Ma Thuật 6.000 người đi. Họ gấp 10 lần. Nói thiệt chứ. Họ nói là họ nhúng giấm mình, họ xoay tái luôn đó. Chứ không có phải đâu. Vậy mà mình cũng giữ được trong vài ngày là khá lắm rồi đó.
khá lắm rồi đó. Khi Ban Mê Thuật bị đánh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 của Thiếu tướng Phạm Văn Phú quyết định tái chiếm, tức là bị mất rồi đó thì bây giờ quyết định tái chiếm. Hai tiểu đoàn 72 và 96 biệt động quân thuộc liên đoàn 21 biệt động quân được trực thăng vận từ Kon Tum xuống chi khu Buôn Hồ. Chi khu Buôn Hồ. Đây các bạn thấy chi khu Buôn Hồ trên bản đồ không? Đây là Ban Mê Thuật được không vận về chi khu Buôn Hồ. Nhưng do những sai lầm của tướng tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh và do không quân đánh bom lạc vào trung tâm hành quân của bộ tư lệnh mặt trận, việc giải cứu gặp nhiều trở ngại. Tôi không biết những cái sai lầm của tướng tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh là những cái gì. Có thể là những chỉ thị hoặc là những cái gì đó cho không quân đó, đánh bom lạc vào cái trung tâm hành quân của mình, ở bộ tư lệnh mặt trận. Việc giải cứu vì thế mà gặp nhiều trở ngại. Những ngày kế tiếp, các cuộc hành quân cứu viện của sư đoàn 23 bộ binh cũng không khá hơn. Cuộc chiến tiếp diễn đến ngày 15 tháng 3 thì Tổng thống Thiệu ra lệnh di tản. Kế hoạch hành quân tái chiếm Ban Mê Thuật đã thất bại. Như tôi nói trong các bài trước đó, mình là lính thì tiến hay lui đều phải có chiến thuật. Và tiến hay lui đều là những cái động tác trong chiến tranh. Không thể nói lui chạy là hèn, là nhát, là dở, là thế này thế kia. Nó cũng giống như tiến. Mà thực sự đó, lui còn khó hơn là tiến. Những ai đã đi lính biết rồi đó. Lui là gì? Lui là mình bỏ chạy, quay lưng cho địch bắn. Mình chỉ có chết thôi. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, nếu không chuẩn bị những cái cách thức để mà rút lui cho có trật tự, cho có bảo vệ, thì mình chết chắc. Cái đó là cái yếu tố thứ nhất. Một cái yếu tố nữa mà trong rút lui là nếu mà chỉ có lính không thì nói dễ. Rút lui mà nói chạy một phát đó, thì bây giờ chỉ nói chạy thôi. Thì lính là như chúng tôi đó, chạy hàng trăm cây số là chuyện thường. Cái việc chạy là dễ dàng, tấn công cũng thế mà chạy cũng thế. Là đều lính là đều phải. Nhưng mà khi mà có thân nhân của mình, khi mà có người thân của mình, thì lúc đó là một chuyện khác. Tôi có thể sẵn sàng bỏ chạy, nhưng mà khi có vợ con tôi ở ngay đó mà bây giờ bảo tôi chạy, tôi thà liều chết tôi ở lại với vợ con tôi. Tôi không bỏ chạy. Chính vì thế, tất cả những hậu cứ của trung đoàn, các sư đoàn 22 bộ binh, sư đoàn 23 bộ binh, vợ con họ còn ở đó, còn ở trong hậu cứ mà bây giờ bảo chạy. Lính nó cởi bỏ quần áo hết. Khi mà trực thăng vận vào đánh chiếm Ban Mê Thuật thì họ vào, họ đánh chiếm bởi vì hậu cứ ở đó, vợ con họ ở đó, họ sẵn sàng vào. Như lệnh rút lui, lệnh di tản của Tổng Thiệu bắt tướng Phạm Văn Phú phải di tản. Vì thế tướng Phạm Văn Phú uất ức quá đã tự tử. Còn lính thì mình không thể trách họ được. Vợ con gia đình họ đều ở đó. Họ bởi cởi bỏ hết tất cả quân phục và họ tha về họ cứu vợ con họ. Chứ họ không bỏ. Sư đoàn 23 bộ binh tan ra nhanh chóng. Bởi vì một lệnh rút lui quá gấp gáp, không chuẩn bị. Ngay cả cái con đường rút lui là liên tỉnh lộ 7B đó. Cả hàng bao nhiêu năm nay đã bỏ, không có ai đi trên con đường đó, cầu sập không được tái thiết, mà bây giờ bỏ trên đường đó. Rồi Việt Cộng nó đã chuẩn bị rồi, nó biết là mình bây giờ rút lui chỉ có con trên đường tỉnh lộ 7B thôi. Nó đã phục kích sẵn, nó đánh cho tan tác cả, thậm chí đó, những cái trong Ban Mê Thuật nó chạy ra, cả mấy ngàn người nó chạy về,
cũng chỉ được có mấy trăm người thôi, mấy trăm người chạy thoát ra thôi. Và còn bị cho họ đánh cho tan tác nữa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa chết một cách uất ức lắm. Mất bàn mê thuật. Mất bàn mê thuật. Bây giờ coi như bê mát bàn thuật bị mất. Thì bây giờ miền Trung ra sao? Từ Đông Hà, Quảng Trị cho tới Huế, Đà Nẵng. Mình có tất cả ở đây là bao nhiêu sư đoàn? Sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3. Rồi lữ đoàn 256, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Lữ đoàn nhảy dù. Lính mình không có nhát. Và họ cũng có một quân đoàn khoảng 5-6 sư đoàn tấn công cái quân khu 1 này. Tấn công Quảng Trị. Mình đâu có thua. Nếu mà đánh gọi là đánh là mình ngang cơ với họ. Dù là bây giờ đó mình có thiếu quân tiếp viện, mình vẫn có thể đánh. Mình vẫn có thể giữ được quân khu 1. Nhưng mà các bạn biết đấy, tinh thần là cái quan trọng nhất trong chiến đấu. Nếu tinh thần bị khủng hoảng, nếu một người lính tinh thần mà bị khủng hoảng, họ không còn chiến đấu được hết tất cả khả năng của họ. Một người tướng mà tinh thần bị khủng hoảng, lệnh lạc sai lầm, suy nghĩ sai lầm. Thí dụ như là tướng Phạm Văn Phú đã không đoán được địch sẽ đánh Ban Mê Thuật, mà cứ nghĩ rằng địch sẽ đánh Kon Tum, Pleiku. Thành thử rằng nguyên cái công tác chuyển vận quân đi lại đó là đã thua địch rồi. Nguyên như thế thôi đầm đã thua rồi, chứ chưa đến nói đánh nữa. Rồi bây giờ cái ông Tổng thống Thiệu của chúng ta là vị Tổng tư lệnh bị khủng hoảng. Tôi có thể nói, tôi có thể khẳng định ông ta bị khủng hoảng tinh thần. Mất Phước Long, ông ta đã không cho chiếm lại bởi vì ông ta suy nghĩ bây giờ mình không còn quân để mà chiếm lại và bảo vệ. Rồi Ban Mê Thuật vừa mới bị thất thủ một phát, ông ra lệnh rút lui quân khu 2. Rồi lúc ở trên quân khu 1, lúc thì bảo là phải tử thủ, rồi lúc lại bảo là rút lui. Các tướng không có ai, tướng dù họ có làm cấp bậc là quân khu trưởng hay là gì đi chăng nữa đó, họ vẫn dưới quyền của Tổng thống. Mà lệnh của Tổng thống là không thể cãi. Giống như tôi đi ra thôi. Tôi chỉ là một thiếu úy nhỏ thôi, nhưng mà người lính tôi nói thôi là họ nghe rồi. Thì một Tổng thống vậy đó, dù là mình là tướng đó chăng nữa, mà Tổng thống là Tổng tư lệnh tối cao quân đội đó, nói là phải nghe. Tướng Ngô Quang Trưởng đâu có dở. Ngày cuối cùng, ông đã từng giữ quân khu 1 vững bền. Đó, những sư đoàn như sư đoàn 1 bộ binh là sư đoàn nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa. Đó, tướng trưởng, rồi tướng Lâm Quang Tây, rồi các những ông ta tướng của các cái sư đoàn thủy quân lục chiến, họ đâu có dở. Họ đâu có dở. Nhưng mà bởi vì bị một người bị Tổng thống trong tình trạng khủng hoảng tinh thần, lúc thì giữ, lúc thì rút lui. Nói thì dễ nhưng mà làm nó đối với cả một quân đoàn nó rất là khó, bởi vì phải có thời gian chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ nói vắn tắt thôi, là khi mà nói như thế đó thì thủy quân lục chiến phải rút. Hai lữ đoàn thảm bại nhất của thủy quân lục chiến ở đó là lữ đoàn 256 và lữ đoàn 147. Lữ đoàn 256 ra tới cửa bể Thuận An. Đó, Huế này, Huế thì cửa bể Thuận An ngay chỗ này. Đó, thế như này. Tôi lại gần đi cho nó thấy đây. Để mà chờ nó ra cửa biển Thuận An để mà chờ đi đây là Hương Thủy. Đây là quốc lộ 49A. Để tôi tìm lại. Đây là Huế.
Đây, cửa biển Thuận An ở đâu trong đây chỗ khúc này. Đây là cửa biển Thuận An. Và đây là cái bãi biển dọc tên cửa biển Trường An có cái bãi biển. Thì thủy quân lữ đoàn 256 thủy quân lục chiến được lệnh là ra đây để chờ tàu hải quân. Rồi lúc đó tàu hải quân đó, tôi không biết nên tôi không dám nói tầm bậy là không tới. Không tới hay chậm tới. Tôi không biết. Tôi không dám nói. Nhưng một lữ đoàn khoảng gần 3.000 lính, cứ nói cho 3.000 lính ở đây, đã bị cộng quân cả sư đoàn, một hai sư đoàn, ấy nữa không biết. Những người lính thủy quân lục chiến đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, không có hố cá nhân, không có chiến xa yểm trợ, không có pháo binh, không có không quân, không có hải quân, chỉ có chiến đấu bằng những cây súng ngắn, đại liên, tiểu liên M16, đại liên M60, M79, nằm phơi thân trên bãi cát, chịu trận và bị bắn chết. Thậm chí, những toán thủy quân lục chiến cuối cùng đã chỉ còn những trái lựu đạn cuối cùng. Họ mở chốt ra để thầy trò cùng chết. Đó là sự thật mà nếu các bạn trẻ không có tin thì cứ việc hỏi cha anh của các bạn, những người còn sống ở thủy quân lục chiến, họ sẽ kể cho các bạn nghe sự thật của những ngày cuối cùng ở cửa biển Thuận An. Mất Bản Mê Thuật ngày 14 tháng 3, Tổng thống Thiệu triệu tập một buổi họp tại Cam Ranh. Thành phần tham dự ngoài Tổng thống có Đại tướng Cao Văn Viên, Đại tướng Trần Thiên Khiêm, Trung tướng Đặng Văn Quang và Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Hội đồng tướng lãnh quyết định di tản toàn bộ chủ lực quân của quân đoàn 2 về vùng Duyên Hải theo lộ trình liên tỉnh lộ 7B. Được biết kế hoạch này chỉ liên quan đến quân chủ lực, nhưng thật là sai lầm, như tôi nói đó, nhưng thật là sai lầm, bởi vì tất cả vợ con lính ông tổng thống bỏ đâu, các ông đại tướng bỏ đi đâu, và họ đã tiết lộ những cái tin như thế này, và cái tin này không thể bảo toàn bí mật được, cho nên thế là sự hỗn loạn đã có ngay từ khi đoàn quân triệt thoái chưa bắt đầu. Như tôi diễn tả đó, nghe thấy khi mà về lệnh di tản là binh lính họ bỏ súng, họ trở về với gia đình, họ mang gia đình họ đi, họ bảo vệ gia đình họ, chứ họ không đi một mình. Nếu chết thì cả gia đình cùng chết. Cuộc di tản, chiến thuật triệt thoái hay lưu binh của quân đoàn 2 đã thi hành quá vội vàng, thiếu sự chuẩn bị. Mình tấn công, mình cũng phải chuẩn bị. Mình lui binh, mình cũng phải chuẩn bị. Còn đằng này chỉ có một lệnh ban ra rồi bắt lui binh. Các cấp chỉ huy trách nhiệm đã không nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình và địa vật. Con đường 7B đã bỏ hoang phế từ lâu, bị xuống cấp, nhiều cầu cống hư nát. Tướng tư lệnh quân đoàn đã điều khiển cuộc lui binh từ Nha Trang. Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ ngồi ở Sài Gòn giám sát. Mặc dù đạt được yếu tố bất ngờ lúc đầu, nhưng di chuyển chậm do sông núi ngăn trở, do thân nhân và gia đình binh sĩ cùng dân chúng lẫn lộn giữa đoàn quân. Dân chúng dễ bỏ chạy tán loạn mỗi khi gặp địch ra trận đường hoặc bắn quấy phá. Sự hỗn độn do dân chúng làm lây lan đến tinh thần chiến đấu của quân sĩ. Các bạn thấy không? Cái tinh thần chiến đấu của quân sĩ bây giờ không còn nữa. Không còn nữa. Tính mạng của đồng bào bây giờ không được quan trọng nữa bằng tính mạng của vợ con họ. Cho nên
thất bại này đã đưa đến sự sụp đổ toàn diện của quân khu 2 và ngay cả quân khu 1 cũng nhanh chóng tan rã chỉ vì sự khủng hoảng về tinh thần của vị Tổng Tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi tướng Cộng sản Bắc Việt Văn Tiến Dung phát hiện đã cho Trung đoàn 95B và Sư đoàn 320, tức là cái Trung đoàn 95A, 95B, họ đã cùng cái Sư đoàn 320 của Thiếu tướng Kim Tuấn truy kích, đánh trận. Sự tan rã của đoàn quân di tản là không tránh khỏi. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ít nhất quân đoàn 2 bị thiệt hại 75% khả năng tác chiến. Năm liên đoàn biệt động quân, bây giờ chỉ nói riêng năm liên đoàn biệt động quân với quân số khoảng 7.000 người, bây giờ chỉ còn lại 900. 6.000 người lính biệt động quân không thôi đó, bỏ lại trên tỉnh lộ 7B và ở Ban Mơ Thuật. Lữ đoàn 2 kỵ binh với hơn 100 thiết vận xa các loại, chỉ còn đúng 13 thiết vận xa M113. Mất đi bao nhiêu cái? Mất đi tới 87 cái. Cuộc triệt thoái thất bại của quân đoàn 2 đã gây ảnh hưởng tai hại lên Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn thấy tai vô cùng tai hại không? Mà chính là trận đầu tiên, trận đánh thăm dò ở Phước Long đó, là nguyên nhân đưa đến những tinh thần khủng hoảng này của các tướng lãnh. Nhất là ảnh hưởng đến cái tâm trí của Tổng thống Thiệu. Nói đúng ra cũng tội cho ông ta. Phải lo cho cả một nước, cả một quân đội. Mà bây giờ đó, cái nguồn viện trợ chính là ở Mỹ. Thì bây giờ không còn nữa. Ông ấy hận lắm. Tổng thống Thiệu hận Mỹ lắm. Các quyết định của vị tư lệnh tối cao quân lực cho lệnh giữ Huế. Rồi bỏ Huế. Rồi lại ra lệnh giữ Huế quá muộn màng, khiến vị tư lệnh chiến trường không kịp thời thi hành, đã đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn các đơn vị hùng mạnh, gồm các lữ đoàn của sư đoàn thủy quân lục chuyến, các sư đoàn bộ binh 1, 2, 3, chưa đánh gì mà đã bỏ chạy rồi, các bạn thấy không? 5 sư đoàn, nói chung là 3 sư đoàn đi, rồi các lữ đoàn của sư đoàn thủy quân lục chiến, có thể không bằng cái 5 sư đoàn quân của 5 sư đoàn cộng quân, nhưng mà vẫn đủ sức để mà đánh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đâu có, về kết quả là cái khả năng chiến đấu và tinh thần chiến đấu đó, đâu có thua Cộng sản. Về quân số ít hơn, nhưng mà tinh thần là cái quan trọng muốt nhất, mà mình không có mất tinh thần thì mình vẫn đánh được như thường. 21 năm mình giữ nổi, mà đến bây giờ chỉ một vài lệnh lạc sai lầm. Nói đại nói lên sai lầm tức là chê trách ông Tổng thống Thiệu. Một vài lệnh lạc tiền hậu bất nhất của một vị Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà các sư đoàn này tan rã rạch thành mây khói. Phước Long chỉ là khúc dạo đầu. Ban Mê Thuột mới là trận đánh mở màn chính cho giai đoạn chót cho cuộc chiến tranh quốc cộng. Nếu chỉ tính từ trận Ban Mê Thuột từ lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân Cộng sản Bắc Việt chỉ mất có 50 ngày đêm đã tiến đến Sài Gòn, cắm lá cờ máu trên nóc Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Giờ, nếu mà tôi tách ra làm hai video như trận Phước Long thì coi nó không được liên tục. Vì thế, tôi sẽ cho một cái video ngắn của anh Hào Lực, tức là theo vết giày sâu đó, để các bạn theo dõi cuộc chiến tại Ban Mê Thuột một cách chi tiết hơn, một cách có hệ thống và có video trình bày
do anh Hậu Lực, một người chuyên viên làm về video lịch sử. Cảm ơn anh Hậu Lực và mời quý vị coi video trận đánh tại Ban Mê Thuột đầu năm 1975. Từ sau ngày ký Hiệp định Paris, Quốc hội Mỹ biểu quyết cắt ngăn khoản cho tất cả các hoạt động quân sự Mỹ tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 7 năm 1973, Tổng thống Nixon ký thành đạo luật cấm các hoạt động quân sự trên toàn cõi Đông Dương. Đồng thời, Tổng thống phải được Quốc hội cho phép trước khi có bất cứ hành động quân sự nào. Sự cắt giảm quân viện đã khiến cho Việt Nam Cộng hòa suy yếu rõ rệt. Từ giữa năm 1974, hỏa lực của quân lực Việt Nam Cộng hòa giảm gần 60-70%. Thấy thời cơ thuận lợi đã tới, Bắc Việt bắt đầu hành động để tổng tấn công miền Nam. Cuối năm 1974, họ bắt đầu tổng tấn công Phước Long. Sau khi chiếm được nơi này, Hoa Kỳ hoàn toàn không có phản ứng để giúp đồng minh. Đầu tháng 3 năm 1975, Bắc Việt bắt đầu tập trung lực lượng để tổng tấn công quân lực Việt Nam Cộng hòa trên Tây Nguyên, mà Ban Mê Thuột là mục tiêu chính của họ. Để chiếm được vùng cao nguyên, quân Cộng sản đã huy động lực lượng rất mạnh, bao gồm 6 sư đoàn chính quy, 4 trung đoàn độc lập, 2 trung đoàn đặc công, 1 trung đoàn xe tăng, 2 trung đoàn pháo binh, 3 trung đoàn phòng không và 6 trung đoàn dự bị yểm trợ, do Trung tướng Hoàng Minh Thảo cùng Bộ Tư lệnh Tây Nguyên chỉ huy với quân số hơn 65.000 quân. Còn ở quân đoàn 2, do Thiếu tướng Phạm Văn Phú làm tư lệnh, quân lực Việt Nam Cộng hòa có các lực lượng tại vùng cao nguyên với sư đoàn 23 bộ binh, 7 liên đoàn biệt động quân, 36 tiểu đoàn địa phương quân, cùng với các đơn vị pháo binh, thiết giáp và không quân yểm trợ. Chính vì tầm quan trọng nên Ban Mê Thuột và cao nguyên Trung Phần là xương sống của Việt Nam Cộng hòa và là mục tiêu hàng đầu cần phải chiếm đầu tiên của Bắc Việt và Việt Cộng. Tại thị xã Ban Mê Thuột, chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng hòa là Đại tá Nguyễn Trọng Lực, tỉnh trưởng Đắk Lắk và Đại tá Vũ Thế Quang, sư đoàn phó sư đoàn 23 bộ binh. Trước khi tấn công Ban Mê Thuột, quân Bắc Việt đã thực hiện các hoạt động để nghi binh tại Pleiku, Kon Tum. Và quân đoàn 2 cũng điều 2 trung đoàn của sư đoàn 23 trấn thủ tại nơi này, trong khi quân Cộng sản đang tập trung quân để tiến chiếm Ban Mê Thuột, nơi mà quân lực Việt Nam Cộng hòa chỉ có một trung đoàn 53 của sư đoàn 23 bộ binh và liên đoàn 21 biệt động quân, các đơn vị cảnh sát và địa phương quân. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Bắc Việt tấn công Ban Mê Thuột với các trận đột kích sâu của bộ binh với sự kết hợp của trung đoàn đặc công vào các mục tiêu, sân bay phục dục, khu kho Mai Hắc Đế, khu hậu cứ của trung đoàn 53. Với sự yểm trợ của hỏa tiễn tầm ngắn và pháo binh tầm xa của họ, quân lực Việt Nam Cộng hòa ở đây kiên cường chống cự, nhưng đến chiều cùng ngày thì quân Bắc Việt chiếm được một phần phía nam của sân bay và họ chốt giữ tại đây, rồi làm bàn đạp để tất cả các cánh quân Bắc Việt đồng loạt tấn công thị xã với xe tăng và pháo hạng nặng yểm trợ. Các chốt Chi Lăng, Chư Di và kho đạn Mai Hắc Đế đều bị Cộng sản tràn ngập. Cánh quân xe tăng Bắc Việt mở đường đánh vào sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk. Hai cánh quân khác tấn công vào sở chỉ huy của sư đoàn 23, khu vực ngã 6, cứ điểm Chư Plon, Ba Lê với điểm cao 582 và 491 bị 6 trung đoàn Bắc Việt đánh chặn. Các trung đoàn khác của Bắc Việt đánh sâu vào trung tâm thị xã. Ba cánh quân khác của sư đoàn 316 và sư đoàn 10 Bắc Việt đánh chiếm sân bay và chốt Phước An. Tuy nhiên, tiểu đoàn biệt động quân đóng giữ ở sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk chống trả rất quyết liệt. Các binh lính Cộng sản Bắc Việt tại đây phải huy động rất nhiều sự yểm trợ của pháo binh hạng nặng, rồi sau đó là các mũi dùi của xe tăng T-54 để tiến vào, nhưng liên tục bị các chiến sĩ mũ nâu biệt động quân tại đây đẩy lùi và bắn cháy nhiều xe tăng. Đến chiều cùng ngày, phải khó khăn lắm, với đợt tấn công lần thứ 6, trung đoàn 95B Cộng sản mới chiếm được sở chỉ huy tiểu khu. Những binh sĩ biệt động quân còn lại của tiểu đoàn vẫn bám trụ xung quanh đó đánh trả. Ở hướng đông bắc thị xã, tiểu đoàn 9 liên đoàn 21 biệt động quân cũng bị tràn ngập với quân số tuyệt đối áp đảo. Họ bị đẩy lùi ra khỏi cổng phía đông thị xã.
các phi pháo và hậu cứ trung đoàn 45 rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Ở hướng Tây Nam, Đại tá Vũ Thế Quang liên tục tung các lực lượng dự bị còn lại phản kích nhằm chiếm lại kho Mai Hắc Đế, đồng thời gọi không quân đánh phá ngăn chặn. Lúc này, Bắc Việt tập trung thêm rất nhiều quân vào trận địa và tấn công mạnh vào sở chỉ huy sư đoàn 23. Cùng ngày, trung đoàn 149 Bắc Việt phối hợp với trung đoàn 198 đặc công vây đánh sân bay vùng dịch, nhưng không chiếm được sở chỉ huy sân bay do một tiểu đoàn biệt động quân lực Việt Nam Cộng Hòa phòng giữ. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa còn lại trong thị xã cố thủ trong các cứ điểm còn giữ được như sở chỉ huy sư đoàn 23, khu nhà ga sân bay Phụng Dịch và đài phát thanh. Chỉ còn một số quân của liên đoàn 21 biệt động quân và một số đơn vị còn lại của trung đoàn 53 đang cố giữ chốt phòng ngự cuối cùng tại sân bay Phụng Dịch. Đến ngày 12 tháng 3, khu vực hậu cứ trung đoàn 53 và sân bay trở thành nơi đồn trú của hầu hết các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn lại sau 2 ngày tác chiến đổ về đây. Lúc 13 giờ 10 phút chiều ngày 12 tháng 3, đích thân thiếu tướng Phạm Văn Phú bay trên phi cơ trên vùng trời 30 thuộc dưới lưới đạn phòng không của Cộng sản Bắc Việt để chỉ huy cuộc phản kích. Từ trên máy bay, tướng Phú điện cho Trung tá Võ Ấn đang chỉ huy tại các lực lượng tại sân bay Phụng Dịch về cuộc đổ bộ xuống Phước An đã bắt đầu và động viên các đơn vị này phải cố gắng bám trụ. Sáng ngày 13 tháng 3, 145 chiếc trực thăng đổ trung đoàn 44, pháo đội 232 và tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 45 xuống khu vực điểm cao 581, nông trại Phước An. Phía Cộng sản Bắc Việt không để cho thời gian kéo dài sẽ gây bất lợi cho họ, nên Cộng sản tung thêm các lực lượng vào chiến trận với hỏa lực pháo binh phun nổ và xe tăng tiến chiếm các điểm kháng cự còn lại. Ngày 11 tháng 3, trong khi các cuộc đánh trong thị xã vẫn còn tiếp diễn, sư đoàn 10 Bắc Việt đã tấn công cứ điểm Chư Gia và căn cứ 45 phía đông thị xã. Việc để mất căn cứ 45 và cứ điểm đã buộc các trung đoàn 44 và 45 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải thay đổi địa điểm để đổ quân. Trung đoàn 45 Việt Nam Cộng Hòa tại điểm cao 581 bị Cộng sản vây đánh bằng tất cả sức mạnh của hỏa lực. Cuộc chiến kéo dài đến trưa, các lực lượng của trung đoàn 45 Việt Nam Cộng Hòa bị thương vong rất lớn và nguy ngập. Các tiểu đoàn còn sống sót của trung đoàn này phải vừa đánh vừa lùi quân. Ngày 16 tháng 3, cả hai cánh quân của sư đoàn 23 tại Phước An và Nông Trại cùng lúc bị tấn công. Tiểu đoàn 3, đơn vị cuối cùng của trung đoàn 45 bị đánh tan. Trung tá Phùng Văn Quang và toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn bị bắt, nỗ lực giải cứu ban Mai Thuộc, Bắc Thành. Ngày 17 tháng 3, Cộng sản Bắc Việt tung thêm quân dự bị và xe tăng vào tấn công Phước An, nơi mà trung đoàn 44 vẫn còn đang kháng cự. Các trung đoàn khác của Cộng sản Bắc Việt tổng tấn công vào số quân còn lại của trung đoàn 53 và liên đoàn 21 biệt động quân tại sân bay Phụng Dịch. Các binh sĩ của trung đoàn và các chiến binh của liên đoàn biệt động quân tại đây đã chiến đấu đến hơi thở và viên đạn cuối cùng. 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, sân bay bị Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm. Trung đoàn 53 của sư đoàn 23 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Duy nhất chỉ có 20 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót, mở đường máu thoát vây và chạy về được Phước An. Tuy nhiên, cùng ngày 17 tháng 3, trung đoàn 44 tại Phước An cũng thất thủ. Tình hình quá căng thẳng, Đại tá Đức đưa sở chỉ huy sư đoàn và hơn 700 quân còn lại về Chư Cúc. Ngay lập tức, họ bị trung đoàn 28 sư đoàn 10 và một tiểu đoàn của trung đoàn xe tăng 273 Cộng sản Bắc Việt truy kích. Họ phải bỏ Chư Cúc và rút về Pleiku. Trận phản kích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm ban Mê Thuộc thất bại. Có thể nói, sau trận Phước Long và đến ban Mê Thuộc thì thật sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị suy yếu, không còn đủ khả năng để đương đầu với quân chính quy Bắc Việt và Việt Cộng. Một trong những nguyên nhân chính có thể nói là 70% tiềm lực quân sự của Nam Việt Nam đã bị giảm bởi những lần cắt viện trợ quân sự của Mỹ và tối thiểu là sự yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa khi có vi phạm trong Hiệp định Paris. Rõ ràng, số phận của miền Nam Việt Nam đã được an bày. Tuy nhiên, xin tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì lý tưởng tự do và nén hương lòng cho những người đã nằm xuống vì quốc vong thần.